Chạc các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Quay 15 lột xác cực chất hoặc khoe dáng trong màn đêm. Nếu là fan của các dòng nhạc quay là Future Gum thì xem xong clip hôm nay các bạn chắc chắn phải rất thèm khát. Bởi ngoài phong cách phối màu khá nổi bật, người chủ chiếc xe còn trang bị nhiều món đồ chơi quen thuộc vô cùng hài hòa, tạo nên nhiều cái điểm nhấn hấp dẫn cho tổng thể chiếc xe độ. Một phong cách thư sinh đơn giản được bao phủ với con xe. Những món phụ tùng không thiếu như kính zin được bắt thêm cái rổ Barracot và lùng chiếc xe giống như zin, nhưng phải thật là khác biệt, mà sự khác biệt đa phần đều nằm hết nơi dành chân. Sau phần tay lái là cái bộ trợ lực Hollin phiên bản F-Tem dáng phát liền theo cái XMR. Cái dòng trợ lực này sẽ có hai mức điều chỉnh nặng nhẹ cho người chủ ổn định cho độ cao. Nhưng dạng cái phụ tùng tháo xe như vậy thì cái trợ lực này có mức giá Việt Nam dao động từ 2 đến 4 triệu tùy theo tình trạng mới cũ. Phanh trước được tô điểm nhờ vào cái con heo dầu là Nissin 2 một bên, một phiên bản đồ chơi rất tốt, kết hợp cùng đĩa của Tempo Motoba 210 được bắt cho đường trước không có lòng nhỏ nhỏ nằm ẩn phía sau là đĩa vàng. Xung quanh phần đầu xe ta thấy các chú ốc xà da nằm tăng thêm cái độ sáng bóng cho con xe. Riêng về cái phần càng tháng sau thì đến từ Suzuki được anh em chơi xe bên Thái lẫn Việt Nam rất là tận dụng. Thêm chút là bộ niệm nhôm vàng bạc trong thùng xe nó bật. Chúng ta cũng không quên trở về cái cuộc Suzuki cùng dầu liền. Và chiếc xe này đang có cái chiều cao cũng tương tự như zin, nhưng cái chân dưới hơi lùn nên người chơi cắt quét ra tem một cái lỗ hơi to thì mới lắp được cái phục này. SX 110 dọn bành nóc phong cách rất đơn giản. Đây là một trong những cái dòng tay ga sang chảnh đẳng cấp với diện mạo mới khi được lọt một đồ chơi kiển gác lên xe, trở nên đặc biệt hơn rất nhiều cho mắt người xem. Chúng ta cùng xem chi tiết nhé. Bánh kép sáng giá nhất chúng tôi muốn gửi đến các bạn đồng hồ Koso SF. Có sự lợi hại đồng hồ này có thể đo đạt được cả độ nguyên con xe. Thật sự đây là cái món đồ chơi kiển vô cùng đẹp mắt với mức giá khoảng 10 triệu, còn đang khiến cho nhiều tay chơi phải bị lùi bước. Không kém cạnh gì cái bộ đồng hồ, người chủ trang bị thêm cái cụm thắng Rainbow Costa Costa, nhưng là bản CI, như cái bản ICS ở bên trái tích hợp thêm cái bình dầu rời, thì đến từ là bộ nam chi xanh dương cực kỳ đẹp, được tinh chỉnh đặt ở ngay vị trí cái lỗ chân kính rất là mỹ. Nhìn xuống cái dàn chân của siêu vật SX 10 hôm nay, thật sự hơi bị nhức đầu với nhiều chi tiết còn xe. Chúng ta thấy cái cặp phục Hollin dành cho cái dòng đồng phân cơ lớn và cắt cái tì làm lại cái chẳng ba CNC thì mới lắp hoàn chỉnh cho cái chiếc SX 110. Không có thể người chủ còn tạo thêm cái cặp heo dầu Rainbow Bridge như kèm 4 miếng đã xứng. Đi cùng miếng thắng của phần khối lớn hay dầu heo được ước tính tổng gói combo này không dưới 60 triệu. Hơi thở quen thuộc bộ Daywin, cái phần thân được minh là cái tâm hợp Titan khá nổi bật cho cái dàn chân sau. Các thay đổi nơi dàn chân sau cũng khá tốn kém, không thua gì phía trước. Và chúng ta thấy heo dầu sau là dòng Rainbow HLC 2 miếng đã xứng, được cố định trên cái cặp cấp nhôm, được gia công cái công nghệ viên đi cùng bộ ai dầu heo tấm đầu full ngắt dầu. Và một chi tiết khá ấn tượng mà người chủ đã nâng cấp chính là cái giảm tốc đôi, tận dụng cái phục nitrogen bình dầu rời, phiên bản là phía sau nằm xé một góc tương tự như cái dòng phân khối lớn của hãng Ducati. Tổng thể từ đầu đến đuôi, các dàn nhựa trên chiếc xe đều được ốp chặt hồng bơm cực kỳ tốn kém, đi kèm với đó bộ tì mang phong cách là người báo khá nổi bật. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, chi tiết nhớ like và subscribe.